Như vậy là những trận đấu cuối cùng của vòng 19 Premier League đã được diễn ra và đó cũng chính là cột mốc khép lại nửa đầu mùa giải 2022-2023. Việc chúng ta cần làm lúc này là cùng tìm ra những cái tên xuất sắc nhất cho đội hình tiêu biểu của giai đoạn lượt đi EPL. 11 nhân tố nổi bật sau đây sẽ được xếp trong đội hình 4-3-3 quen thuộc và chắc chắn sẽ có vài sự tranh cãi nhỏ cho những người không được góp mặt. Tuy vậy, số lượng cầu thủ là có hạn và chắc chắn những sự lựa chọn dưới đây sẽ không khiến các bạn phải thất vọng. Nếu để chọn ra bất ngờ lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh năm nay bên cạnh việc Arsenal đang dẫn đầu thì đó chính là vị trí thứ 3 của đội bóng vùng Đông Bắc Newcastle. Tất cả đều thán phục trước sự trưởng thành thần tốc của Trích Trẻ và người đại diện cho kỳ tích mà đội bóng này làm được 19 vòng vừa qua, không ai khác ngoài cái tên Nick Pope. Thủ thành 30 tuổi đã chơi không sót một phút nào cho đội bóng chủ quản và đang dẫn đầu giải đấu với các chỉ số quan trọng nhất với một người gác đền. Cựu cầu thủ của Burnley có tới 10 trận giữ sạch lưới kể từ đầu giải và mới chỉ để các chân sút thượng hạng của giải đấu chọc thủng lưới có 11 lần. Sự tập trung, những pha cứu thua xuất thần cùng khả năng kết nối tốt với các đồng đội là những điểm mạnh nhất của Nick Pope và anh thậm chí đã được đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của giải Ngoại hạng Anh. Chỉ cần thủ thành này giữ được phong độ hiện có, Trích Trẻ chắc chắn còn bay cao và khả năng Pickford đánh mất vị trí của mình trong màu áo tuyển Anh là không hề nhỏ. Tiếp tục là một cái tên đến từ đội chủ sân St. James Park trong đội hình ngày hôm nay. Kieran Trippier sau khi trở lại từ Atletico Madrid đã cho thấy phong độ đỉnh cao của mình và chứng tỏ anh đang là một trong những hậu vệ phải hay nhất giải Ngoại hạng Anh. Ngôi sao này lên công về thủ không biết mệt mỏi và đã góp công vào 5 bàn thắng cho đội bóng chủ quản trong giai đoạn vừa rồi. Cựu cầu thủ Tottenham chơi ổn định đến nỗi, anh đã góp mặt trong đội hình tiêu biểu EPL do SofaScore đánh giá tới 7 vòng kể từ đầu mùa và đang là người được chấm điểm trung bình cao thứ nhì giải đấu. Kieran Trippier quá xứng đáng với một vị trí trong danh sách ngày hôm nay và hậu vệ 32 tuổi cho thấy anh đã sẵn sàng cháy hết mình để đưa Newcastle đến với Champions League mùa giải năm sau. Có lẽ đối với một trung vệ chân ướt chân ráo đến với một môi trường hoàn toàn mới như Premier League thì chẳng có gì để chê khi nói về William Saliba. Sao trẻ của câu lạc bộ Arsenal gần như đã ngay lập tức chiếm được lòng tin của Mikel Arteta cũng như người hâm mộ khi được trao cơ hội trong đội hình chính thức. Chững chạc và điềm tĩnh, sẽ thật khó để có thể tìm được một ngôi sao trẻ có được những phẩm chất như vậy giống như cầu thủ người Pháp. Khả năng kiểm soát không gian phía trong vòng cấm của Saliba gần như có thể hạn chế mọi khoảng trống mà tiền đạo đối phương có thể khai thác để đối mặt với thủ môn. Dù rằng vẫn còn là một sao trẻ và những sai sót là khó có thể tránh khỏi, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai phủ nhận được rằng Saliba đang có tiềm năng rất lớn để trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới. Cái tên tiếp theo xuất hiện trong clip ngày hôm nay chính là tân binh của giải Ngoại hạng Anh, Lisandro Martinez. Nhà vô địch World Cup 2022 đã đập tan những nghi ngại về thể hình của mình bằng một phong độ cực kỳ thuyết phục trong vài tháng vừa qua. Chiều cao khiêm tốn đã được anh bù đắp hoàn hảo bằng cách chọn vị trí thông minh và sự lì lợm trong những pha tranh chấp. Không chỉ vậy, sự tự tin khi cầm bóng của cựu cầu thủ Ajax cũng giúp Manchester United có thêm nhiều phương án hơn khi triển khai lối chơi từ sân nhà. Với việc Ten Hag đã mạnh tay loại bỏ Harry Maguire, ngày trung vệ Argentina trở thành biểu tượng mới của hàng thủ Quỷ Đỏ có lẽ không còn xa nữa. Cầu thủ đầu tiên của Man City xuất hiện trong đội hình tiêu biểu sẽ là một cái tên vô cùng xứng đáng, João Cancelo. Hậu vệ trái người Bồ Đào Nha đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp khi ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong cỗ máy chiến thắng mà Pep Guardiola xây dựng. Trên mặt trận, phòng ngự số 7 của The Citizen vẫn cho thấy sự vững chãi cần thiết bằng việc duy trì tỷ lệ thành công khá cao khi tranh chấp tay đôi và tắc bóng. Tuy vậy, điều làm nên tên tuổi của hậu vệ 28 tuổi chắc chắn phải là cách đá nghịch cánh, cùng việc thường xuyên bó vào trong để tham gia tổ chức trận đấu và đóng góp vào đầu ra bàn thắng cho các nhà đương kim vô địch. Có João Cancelo trong tay, Pep như có một nhân tố đa năng làm tốt ở nhiều nhiệm vụ. Anh chạy chỗ hay, chơi xông xáo và thường xuyên biết cách làm khổ hàng thủ đối phương bằng những pha chuyền bóng khó chịu hay các tình huống dứt điểm bất ngờ. Đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự trong đội hình tiêu biểu sẽ là ngôi sao người Ghana Thomas Partey, khẩu hiệu vui No Party No Party mà các Gunner đã hô vang nhiều tháng qua đã phần nào cho thấy tầm quan trọng của cựu cầu thủ Atletico Madrid trong lối chơi mà Mikel Arteta đang xây dựng. Sở hữu nền tảng thể lực cực tốt cùng nhãn quan sắc bén, số 5 của pháo thủ không chỉ làm con quái vật ở giữa sân mà còn đóng vai trò chủ chốt trong những tình huống counter pressing hiệu quả gần đây ở cả đội bóng Bắc London. Không quá khi nói rằng dù ít khi trực tiếp lập công hay kiến tạo, việc Paris có thể ra sân thường xuyên ở giai đoạn 2 hay không mới là vấn đề quan trọng nhất dẫn đến khả năng vô địch của Arsenal. Chắc chắn rồi, cầu thủ được SofaScore chấm điểm cao nhất ở giải Ngoại hạng Anh nửa mùa giải vừa rồi phải có tên trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay.
Ở tuổi 31, Kevin De Bruyne không hề có dấu hiệu sa sút mà vẫn đang chơi đẳng cấp vốn có của mình. Sau 17 lần ra sân, cầu thủ người Bỉ ghi 3 bàn thắng và có tới 9 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Vẫn là những đường chuyền ảo diệu, nhưng giờ đây lối đá của nhạc trưởng The Citizen còn khó đoán hơn bởi yếu tố kinh nghiệm và sự xuất sắc của những nhân tố chơi xung quanh số 17. Với việc Man City hiện chỉ kém Arsenal 5 điểm và còn nguyên cơ hội vô địch, nếu De Bruyne vẫn chơi hay như giai đoạn vừa rồi và giúp nửa xanh thành Manchester bảo vệ thành công ngôi vương ở giải Ngoại hạng Anh, cơ hội để anh lần thứ 3 trong sự nghiệp giành giải thưởng cầu thủ EPL của năm là không hề nhỏ. Chơi bên cạnh tiền vệ người Bỉ trong đội hình tiêu biểu của giai đoạn lượt đi sẽ là một cái tên xuất sắc không kém, Martin Odegaard. Thủ quân của Arsenal đang chơi mùa giải hay nhất trong sự nghiệp khi góp dấu giày vào 12 bàn thắng chỉ sau 16 trận và đang là linh hồn trong lối chơi của đội bóng Bắc London. Chính sự thăng hoa của cầu thủ 24 tuổi với minh chứng là 3 danh hiệu xuất sắc nhất trận liên tiếp từ vòng 16 đến vòng 18 đã giúp cho pháo thủ chưa bao giờ gần cơ hội vô địch đến thế. Nếu có thể giúp Cavani thực hiện giấc mơ bá chủ xứ sở sương mù sau gần 20 năm chờ đợi, một chỗ trong ngôi đền huyền thoại của sân Emirates chắc chắn sẽ được dọn sẵn cho nhạc trưởng người Na Uy. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong bộ ba trên hàng công của chúng ta ngày hôm nay sẽ là Ivan Toney. Cầu thủ của Bayern Brentford trước khi dính chấn thương đã chơi cực kỳ bùng nổ khi có tới 12 pha lập công chỉ trong 16 trận đấu. Tiêu biểu nhất trong số đó chắc chắn là cú đúp vào lưới thủ thành Ederson, khiến cho nhà vô địch Man City phải nhận thất bại. Ở tuổi 26, chân sút này sở hữu khả năng đánh hơi bàn thắng cùng kỹ năng dứt điểm có độ chuẩn xác rất cao. Nếu có thể sớm bình phục và duy trì được hiệu suất làm bàn như trong giai đoạn lượt đi của mùa giải, khả năng tiền đạo người Anh được một ông lớn ở xứ sở sương mù chiêu mộ là hoàn toàn có thể xảy ra. Vị trí bên phải trong bộ ba tấn công sẽ được dành cho ngôi sao Arsenal Bukayo Saka. Ở tuổi 21, số 7 pháo thủ đã tự biến mình thành một trong những siêu sao hàng đầu giải đấu với lối đá đơn giản nhưng đầy hiệu quả của mình. Trò cưng của Mikel Arteta sở hữu tốc độ tốt, nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng một khả năng bùng nổ cực cao. Nhiều lần trong mùa giải năm nay, chính chân chạy cánh người Anh là nhân tố mở điểm và giúp cho Arsenal vượt qua những khối phòng ngự vững chãi. Không chỉ vậy, tinh thần thi đấu ngày càng vững vàng cũng đã giúp Saka nổi trội hơn nhiều, tài năng cùng trang lứa. Anh đã lập công vào lưới Manchester United cùng Liverpool trong giai đoạn vừa qua và đang thể hiện mình không ngán bất kỳ một đội bóng lớn nào ở thời điểm hiện tại. Chắc chắn rồi, vị trí trung phong cắm của đội hình tiêu biểu phải được dành cho cậu bé vàng Erling Haaland của Manchester City. Ngay trong năm đầu tiên cập bến xứ sở sương mù, sát thủ tóc vàng đã hủy diệt cả giải đấu với 21 bàn thắng chỉ sau 15 trận và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. Anh hiện đang cách người thứ hai trong danh sách vua phá lưới là Harry Kane tới 6 bàn và gần như chắc chắn danh hiệu trước giày vàng Premier League năm nay sẽ về tay tiền đạo người Na Uy. Điều người hâm mộ quan tâm lúc này chỉ còn là việc cầu thủ này sẽ ghi tổng cộng bao nhiêu bàn và có thể giúp đội chủ sân Etihad vượt qua Arsenal để một lần nữa lên ngôi hay không mà thôi. Trên đây là đội hình xuất sắc nhất lượt đi Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023 theo lựa chọn của mình. Bạn đồng ý hay muốn thay thế những cái tên nào? Hãy comment xuống bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.